Giáng Ngọc trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN trong chương trình Giáng Ngọc Show ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay Giáng Ngọc rất là vui để được gặp lại một cô em gái rất đẹp, rất dễ thương và hát cũng rất là hay nữa. Đó là ca sĩ Khánh Trân. Rất vui để được đón chào em Khánh Trân. Dạ, chào chị Giáng Ngọc cũng như là chào tất cả quý vị đang xem của live show Giáng Ngọc chủ đề. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Giáng Ngọc nói là đây là không những là đẹp nè, hát hay nè, dễ thương nè, bên cạnh đó còn rất giàu nữa. Trời, idol vậy? Việt Nam idol. Đâu cần idol đâu, có một cái điều đây là quý vị thấy là thường thường người ta nói là tiền á, giấu trong bóp á, thì đã là giàu rồi, đằng này là mang lên trên mặt để luôn nữa. Đồng là tiền. Giàu là đúng rồi. Dạ. À, chị đang nghe chơi chữ. Cái này là có tí không có miếng vậy ơi. Nhưng mà hồi xưa mà giống như thời mà trước á, mà đẻ con gái ra mà tự nhiên có hai cái đồng tiền nó rất là thích, và tại vì thấy nó có duyên, nó dễ thương. Thì bây giờ cũng vậy, biết bao nhiêu người bỏ tiền ra làm đồng tiền mà chưa chắc làm được tự nhiên. Hồi xưa nên em phải may mắn. Chị nói câu chuyện mới nhớ là giống như có cái cô bạn cô biết, cô nói là có sắp có em bé đấy. À. Chắc phải tới tới nhà ai hái lựu á. À. Giống như là cái mẹo mà hái cái lựu rồi cắt trong nhà là sẽ con đẻ con có đồng tiền. Ôi vậy hả? Sao? Ôi. Đi ăn cắp trái lựu, phải đi ăn cắp nha, mà xin nó không được. Nhưng mà ở Việt Nam thì mới có trái lựu chứ, ở đây làm gì có trái lựu để mà ăn cắp? Có chứ chị, phải có lựu chứ. Lựu. Ngọc xin lỗi, à, trái lựu chứ, mà cái đầu mình cứ nghĩ là trái thị không à. Chắc gì vậy Ngọc, lộn lựu đạn. Không, không, cái đầu mình cứ nghĩ là trái thị, thì trái thị đúng ở trái Việt Nam có. Còn từ người ta cũng nói là mình hái trái thị, mình cất ở nhà để cho nó thơm, cho nên mình cứ nghe chứ cất, cái mình cái đầu mình cứ nghĩ là trái thị. Không, em cứ nghe là giống như là đi ăn thấy thích có lúc mình. Nhưng mà tại sao lại có là phải là trái lựu? Không biết tại sao cái mẹo đó mà. Hái trái lựu mà phải ăn cắp nha, không để ai biết ăn cắp. Ủa vậy bên Mỹ này bây giờ trái lựu rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình cứ thử đi. Nếu như ngày hôm nay sau khi xem xong show này rồi mà các chị nào mà đang có bầu mà muốn con có được cái đồng tiền đẹp giống như Khánh Trân á, thì cứ thử làm như vậy đi. Còn nếu như mà không được thì cứ kiếm Khánh Trân để mà cầm lên chứ được kèm lên nhé Ngọc. Đừng bị người ta cầm lên á, hàng xóm cầm lên. Không phải là mình cầm lên, mình là đừng nói là mình suối nha. Không, nhưng mà trái lựu ở đây nó nhiều lắm, có nhiều cái cây mà nó nứt ra mà nó rớt đầy cũng không ai ăn nữa. Ngọt lắm á. Chứ là mang cho người ta nhiều nhưng mà trái lựu rất là tốt thưa quý vị. Trở lại một chút xíu với Khánh Trân, lâu lắm rồi chị mới gặp lại em. Cũng theo dõi Khánh Trân trên những cái đài TV hoặc là những cái chương trình trên Facebook rất là nhiều. Nhưng mà lâu lắm rồi mới gặp lại Khánh Trân. Mới Việt Nam về cho nên chị lâu gặp em. Nghe nói em cũng có rất là nhiều những cái show diễn và đặc biệt là có một cái CD mới nữa phải không? Dạ đúng rồi, sẵn đây Khánh Trân xin giới thiệu đến chị Giáng Ngọc cũng như là tất cả quý vị đang xem đài SBTN. Khánh Trân vừa về Việt Nam vừa rồi là cũng sẵn tiện là em về làm một cái live show ở bên Việt Nam ở phòng Trà Quy, và sẵn tiện đó cũng có hòa âm một đĩa CD DJ remix nhạc rất là sung. nhưng mà những cái bài hát là lựa là nhạc quê hương. Dạ đâu có, nhạc cũng có cái dòng nhạc là nhạc quê hương bolero mà chuyển thể qua nhạc techno remix. Okay. Cái này là em làm nhạc trẻ, những bài hát luôn đang hot ở bên Việt Nam cũng như là ở đây, chị vào quán cà phê hay là mấy cái quán hát nhau nghe, chị cũng nghe mấy bài đó rất nhiều.